Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030. Đề án tổng thể sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030 với mục tiêu sắp xếp tổ chức lại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế theo hướng giảm đầu mối quản lý trực tiếp, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở quốc gia và tình hình thực tiễn. Đề án xây dựng 3 phương án sắp xếp tổ chức gồm: phương án 1, Bộ Y tế giữ nguyên bệnh viện đặt tiêu chí đầu ngành, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ, bảo đảm các nhiệm vụ an ninh y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng trọng điểm. Phương án 2, Bộ chuyển các bệnh viện không đáp ứng tiêu chí đầu ngành, không thực hiện các nhiệm vụ thuộc phương án 1 về địa phương quản lý. Phương án 3, tổ chức lại, sáp nhập với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, hình thành chuỗi bệnh viện hoặc chuyển thành bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y Dược. Về lộ trình thực hiện, đến năm 2025, Bộ Y tế tiếp tục quản lý trực tiếp 30 bệnh viện, bàn giao nguyên trạng bệnh viện 74 Trung ương về Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, tổ chức lại bệnh viện 71 Trung ương và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương có cơ sở tại Thanh Hóa thành bệnh viện thực hành của Trường Đại học Y Hà Nội. Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mô hình chuỗi bệnh viện và bệnh viện thực hành để sắp xếp, tổ chức lại một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương hoặc thành cơ sở 2, 3 hoặc bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Dược. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương tiếp tục có thêm những đánh giá thực tiễn khi đề án thực hiện, bảo đảm tinh thần, sắp xếp, tổ chức lại để bảo đảm tốt hơn, chất lượng hơn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2024. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố Đà Nẵng là hơn 8.881 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu có chế tài xử nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn phúc đáp đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng liên quan đến đắp đập tạm trên sông Quảng Huế. Theo phúc đáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đắp đập tạm trên sông Quảng Huế năm 2024 và các năm tiếp theo cho đến khi công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế được xây dựng hoặc có giải pháp công trình phân lưu phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục đắp đập tạm trên sông Quảng Huế theo đúng quy định, theo dõi tình hình nguồn nước trên sông Vu Gia và sông Quảng Huế để xác định cao trình đỉnh đập tạm phù hợp, bảo đảm điều tiết một phần nước về hạ lưu đập tạm cấp phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức theo dõi, giám sát công tác đắp đập tạm trên sông Quảng Huế, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng theo dõi, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Văn bản phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu rõ, về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét sớm tổ chức đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Vu Gia và sông Quảng Huế để có giải pháp công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế phù hợp, cũng như bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để tổ chức thực hiện. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc khởi động gói thầu di rời cây xanh thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương. Theo đó, dự kiến có hơn 400 cây xanh phải di rời để thi công dự án.
Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các gói thầu di dời cây xanh nằm trên những tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh thuộc quận 1, quận 3, quận 10, quận Tân Bình và quận Tân Phú. Các nhà ga ngầm của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương được thi công trong các khu vực dân cư đông đúc, vì thế di dời và đốn hạ cây xanh nhằm phục vụ cho công tác di dời các hạ tầng kỹ thuật ngầm để bảo đảm hoạt động của người dân ít bị ảnh hưởng. Dự kiến có 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo kế hoạch, 404 cây xanh sẽ bị đốn hạ, 49 cây xanh còn lại được di dời. Đa phần cây xanh là cây lâu năm thuộc các loại như cây bàng, bằng lăng, me, sao đen, sọ khỉ, v.v. Trong giai đoạn 1, việc di dời cây xanh được triển khai từ nay đến cuối tháng 7 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc sau yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Một trong những điểm mới của quy chuẩn được đưa ra lần này đó là quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ cần đáp ứng tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí đầy đủ làn dừng xe khẩn cấp và đầu tư đồng bộ các công trình phục vụ khai thác. Đây kỳ vọng sẽ là liều thuốc đặc trị cho những tuyến đường thiếu chuẩn nhưng vẫn cố gắng gắn mác cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thường xuyên di chuyển qua tuyến cao tốc Nội Bài Yên Bái Lào Cai, anh Tú không khỏi lo lắng khi đoạn đường được đầu tư phân kỳ chưa hoàn chỉnh. Sửa đường là một là nâng cấp đoạn đường lên đường đôi là tốt nhất, bởi vì em đi xuống dưới Phú Thọ các thứ đường toàn đường đôi thôi. Mỗi trên mình là thấy cái đoạn đường nó toàn đường một đường đường đôi như là đường đơn ấy. Là đi nó nguy hiểm. Cái đường nó nhỏ quá, nhiều lúc là hai xe tránh nhau nó khó. Đấy. Như cái đường Tuyên Quang Phú Thọ đây này, đấy là cái đường hai làn nó bé quá, nhiều lúc vượt xe như kiểu hai xe nó sắp chạm nhau rồi. Những bất ổn về cao tốc thiếu chuẩn càng trở nên nóng sau các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Theo chuyên gia, đầu tư cao tốc sử dụng nguồn kinh phí lớn nhưng hạ tầng không được đầy đủ, về lâu dài sẽ rất lãng phí và mất an toàn giao thông. Được mang tiếng là đường cao tốc nhưng thực ra là không đạt chuẩn cao tốc. Vì thực chất là tiêu chuẩn cơ sở 42 nó hạ cái tiêu chuẩn đường cao tốc xuống còn một nửa. Đường đang tối thiểu 4 làn xe, bây giờ chỉ còn đường 2 làn xe, tiềm ẩn ngay từ khâu thiết kế. Mà lẽ ra ở cái giai đoạn lập báo cáo đầu tư, xây dựng dự án đầu tư là thẩm tra an toàn giao thông phải chỉ ra và báo cáo bộ để điều chỉnh. Bộc lộ rõ nhiều bất cập dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, cuối cùng Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra liều thuốc chữa cho căn bệnh thích gắn cao tốc cho những tuyến đường không đạt quy chuẩn. Mô hình cao tốc đầu tư phân kỳ chỉ có 2 làn xe hoặc 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp đã chính thức bị khai tử, cho thấy chính phủ đã mạnh tay trong việc ngăn chặn những thiết kế giao thông không an toàn trong quá khứ. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường đã đầu tư phân kỳ trước đây, sao cho đạt quy mô hoàn chỉnh như quy chuẩn mới, qua đó hạn chế tối đa những rủi ro cho người tham gia giao thông trên những tuyến đường thiếu chuẩn được cố gắn mác cao tốc trong thời gian qua. Thưa quý vị, Diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam Liên bang Nga lần thứ 2 đã diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga với sự tham dự của đại diện ngành giáo dục Việt Nam, Liên bang Nga và khoảng 40 trường đại học Liên bang Nga và 21 trường đại học Việt Nam. Hiện nay, giữa các trường đại học Việt Nam và Liên bang Nga có hơn 100 thỏa thuận hợp tác. Qua đó, các cơ sở giáo dục đại học hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi sinh viên, giảng viên. Các ngành có nhiều hợp tác đều là những ngành thế mạnh của Liên bang Nga mà Việt Nam quan tâm. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, trao đổi những kinh nghiệm và thực tiễn nổi bật, đồng thời ký kết các văn bản nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nhân văn giữa các trường đại học của Việt Nam và Nga trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật gan mật tụy đã có nhiều phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng, đem lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư gan và bệnh lý gan mãn tính giai đoạn cuối. Để bắt kịp với bước tiến của y học thế giới thì việc thường xuyên cập nhật những kiến thức mới là hết sức cần thiết. Đây cũng là nội dung chính được đề cập trong hội nghị cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong phẫu thuật gan mật tụy được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức vào sáng nay. Hội nghị cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong phẫu thuật han tụy mật có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Hàn Quốc và Việt Nam như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức. Hiện nay, nguồn tạng hiến vẫn đang thiếu so với nhu cầu ghép tạng của người bệnh.
Chính vì vậy, việc triển khai hợp tác chuyển giao kỹ thuật cao từ các quốc gia có nền y tế phát triển vượt bậc sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong ghép tạng của nước ta. Tại hội nghị, các bài báo cáo đã phân tích tỉ mỉ về các vấn đề trong tất cả các khâu phẫu thuật như tổ chức ghép gan từ người cho sống, hồi sức bệnh nhân trước ghép, gây mê hồi sức trong mổ. Qua đó thấy được những ưu điểm và các tồn tại cần khắc phục trong kỹ thuật để đạt được hiệu quả mong muốn, tận dụng được triệt để nguồn tạng hiến của Bệnh viện Bạch Mai. Việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến tầm thế giới trong phẫu thuật gan mật tụy nói chung và ghép gan nói riêng sẽ mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư gan, suy gan cấp, xơ gan giai đoạn cuối. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài, đến nay đã có hơn 2.000 hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều diện tích cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao bị thiệt hại nặng nề do khô hạn. Canh tác gần 1 hectare cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng ngay gần hồ chứa nước E Blanc, nhưng gia đình ông Nguyễn Hồng Hướng phải vét từng vũng nước dưới đáy hồ để tưới chống hạn cho cây trồng. Điều ông Hướng lo lắng là khi những vũng nước cạn khô cũng là lúc toàn bộ diện tích cây trồng sẽ bị thiệt hại nặng nề do không có nước tưới. Còn không có cái lượng nước nào mà để cung cấp để tưới cây cà phê rồi. Chẳng qua là cứu vãn tình hình để cứu sống thôi, còn nếu mà có thu trái thì chắc không, năm nay chắc mất mùa rồi, không có thể là thu được. Qua đánh giá thì nếu tình hình thời tiết khí hậu mà nắng nóng kéo dài như thế này thì đối với carbon khoảng cỡ 10 tới 15 ngày nữa thì một số cái hồ đập sẽ khô nước, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tưới các cái loại cây dài ngày trong thời gian tới. Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay đã có 2.000 cây trồng các loại bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Dự báo trong thời gian tới, khô hạn tiếp tục kéo dài, mực nước ở các hồ chứa, sông suối sẽ tiếp tục giảm mạnh. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các địa phương, đơn vị vận hành thủy lợi tăng cường quản lý tốt nguồn nước hồ chứa, phân phối cấp nước hợp lý và thực hiện các giải pháp chống hạn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng, và chủ đề tháng công nhân, đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn xác định công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là việc làm thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn vệ sinh lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Năm 2023, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra 296 vụ tai nạn lao động, làm 300 người lao động bị nạn. Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động và người lao động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc năm 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 4 tại tỉnh Điện Biên. Tỉnh Hải Dương vinh dự có 2 đại biểu tham dự trong tổng số 200 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố. Em Nguyễn Vũ Thu Giang, lớp 7B, trường trung học cơ sở Bình Minh, luôn nỗ lực để xứng đáng là liên đội trưởng xuất sắc. Thành tích trong học tập và rèn luyện cũng rất đáng để noi gương, như giải nhất English Master thuyết trình tiếng Anh năm 2023-2024, xếp thứ 5 cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh 2023-2024, huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng năm 2023-2024. Bảo vệ vẹn toàn đất nước. Em nghĩ tham gia chương trình này, chúng em không chỉ hiểu mà còn tự hào về lịch sử, về thế hệ cha ông của mình, trân trọng hơn những gì chúng em đang được hưởng ngày hôm nay. Trong học tập thì bạn Giang gần như là một bạn học sinh vừa khiêm tốn và biết chia sẻ kiến thức của mình với các bạn. Những cái bạn lớp tôi còn có cả bạn học sinh khuyết tật. Đấy, thế nhưng mà bạn Giang thì bạn khuyết tật ấy rất quý bạn Giang, bởi vì bạn Giang là một bạn học sinh biết chia sẻ. Không chỉ là học sinh chăm ngoan học giỏi mà em Phạm Kim Hiền, học sinh lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, còn tích cực tham gia công tác đội của nhà trường. Năm 2023-2024, em đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi như giải nhất cuộc thi thiếu nhi kể chuyện hè cấp thành phố, giải nhất cuộc thi thiết kế bưu thiếp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.
con chưa từng bao giờ đến mảnh đất Điện Biên, nơi có chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu bao giờ. Nhưng chắc chắn sau chuyến đi này, con sẽ về kể cho người thân cũng như các bạn của con nghe về mảnh đất lịch sử hào hùng này. Bà Hiền là một học sinh rất chăm ngoan, có khả năng lãnh đạo trong công tác đội rất là tốt. Và là một tổng trách của nhà trường thì tôi phát huy được năng lực của em qua các hoạt động phong trào của đội. Và em là một người có thể điều hành, lãnh đạo các hoạt động của đội rất là chín chu, ngăn nắp. Cả hai đại biểu của tỉnh Hải Dương đều có thành tích xuất sắc trong học tập và trong công tác đội, cũng như đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Tin rằng sau khi trở về từ chiến sĩ nhỏ Điện Biên, Hiền và Giang sẽ tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền ý nghĩa của liên hoan nói riêng, chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung đến các bạn thiếu nhi. Sáng nay 19 tháng 4, Bảo tàng Chiến thắng B-52 tổ chức triển lãm từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Điểm nhấn của trưng bày làm nổi bật sức mạnh của đoàn kết và ý chí đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu và tinh thần quyết chiến quyết thắng, trí tuệ đặc biệt của dân tộc Việt Nam nói chung, của quân dân thủ đô Hà Nội nói riêng đã làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng có 102 trên thế giới. Triển lãm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 tại số 157 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Cũng trong sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2024. Đây là hoạt động tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ chiến sĩ chuyên đề sách truyền thống và hiện đại, các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang công an nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng phát triển văn hóa đọc là chủ trương chính sách lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong mọi thời kỳ, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu trữ, trao truyền qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa, khả năng sáng tạo, sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Đối với lực lượng công an nhân dân, trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện, xây dựng hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương, chỉ đạo đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác thư viện, đảm bảo môi trường đọc thuận lợi, thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nền nếp và quy mô từ bộ đến công an các đơn vị địa phương. Theo chương trình, triển lãm Ngày sách và Văn hóa đọc sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024 tại Thư viện Công an, trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng và công bố di sản phi vật thể quốc gia lễ hội Đền Yên Lương đã được khai mạc. Đây là sự khởi đầu với những hoạt động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo của ngành du lịch tỉnh Nghệ An. Điểm nhấn của lễ khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2024 là chương trình nghệ thuật với chủ đề Cửa Lò khát vọng tỏa sáng. Đây là chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa xứ Nghệ, hòa quyện với sự trẻ trung sôi động về một Cửa Lò đang trên đà đổi mới và hội nhập. Là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về một câu chuyện của Cửa Lò qua 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đầy sôi động. Ngoài sự kết hợp của màn pháo hoa đặc sắc, chương trình còn có màn kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái tạo hình nghệ thuật trên không. Cũng tại buổi lễ, thị xã Cửa Lò cũng đã đón nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ hội Đền Yên Lương. Thưa quý vị, từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo Cổ học tiến hành thăm dò khai quật khảo cổ học khu vực phía đông Tháp Ca với tổng diện tích 220m² và có những phát hiện mới chưa được nghiên cứu trước đó. Đặc biệt đã phát hiện con đường thiêng và khu đền tháp Mỹ Sơn của người Chăm xưa. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng chưa từng biết đến sau hơn 100 năm nghiên cứu khu di tích này. Sau gần 2 tháng thăm dò khai quật khảo cổ học khu vực phía đông Tháp Ca, các chuyên gia đã phát lộ cấu trúc của một đoạn kiến trúc đường dẫn phía đông Tháp Ca dài 20m, theo hướng đông tây, lệch về phía bắc 45 độ.
Tổng chiều dài con đường tính từ chân tháp ca là 52,5m, rộng 9m, gồm lòng đường và hai bức tường xếp gạch hai bên. Bề mặt lòng đường bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 đến 0,2 mét. Trong 4 hố thăm dò, tổng diện tích 20 mét vuông đều phát hiện dấu tích kiến trúc đường dẫn. Đây là phát hiện rất đặc biệt mà các nghiên cứu khoa học trước đó chưa bao giờ đề cập. Nhiều nhà khảo cổ, bảo tồn văn hóa nhìn nhận, việc phát hiện con đường thần linh rất quan trọng và cần tiếp tục nghiên cứu đến tận cùng trước khi bảo tồn nguyên gốc, nguyên trạng phế tích này, từ đó đóng góp thêm những tư liệu mới giúp nhận thức toàn diện hơn về không gian văn hóa lịch sử, kiến trúc ở khu đền tháp Mỹ Sơn.